tin mừng theo Thánh Gioan. Ông Gioan nói: chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói, tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Chúa là nguồn sáng. Internet nói: tôi là quan trọng nhất, tôi cho mọi người biết mọi sự trên thế giới này. Máy tính cãi lại: không có tôi, chẳng ai biết đến anh. Bấy giờ điện mới lên tiếng: hai anh đang cãi nhau chuyện gì thế? Trông thấy điện, cả hai liền im tiếng. Tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta về con người ông Gioan Tể Giả, một người sống khiêm tốn chuẩn mực. Ngài sống và rao giảng không nhằm vinh danh bản thân, nhưng là để Đức Giêsu được nhận biết và yêu mến. Và khi xong nhiệm vụ, vị ngôn sứ Gioan đã thành tâm lu mờ đi để ngôi lời được tỏ lộ. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống tinh thần khiêm tốn, sống thật với chính mình, biết trân quý những khả năng mà Chúa ban nơi người khác. Đồng thời, mỗi người Kitô hữu còn có bổn phận rao giảng tin mừng của Chúa cho mọi người bằng đời sống yêu thương, trở nên chứng tá sống động cho sự hiện diện của Chúa nơi trần gian này. Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hóa chúng con trở nên những người nhiệt thành của tin mừng. Amen.